Như đã phản ánh trước đó, tình trạng các xe gắn mác xe phục vụ vệ sinh môi trường lại vô tư đi đổ trộm phế thải xây dựng tại khu vực huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tình trạng trên không chỉ gây ô nhiễm, làm xấu cảnh quan môi trường mà còn khiến người dân bức xúc. Liên quan đến sự việc trên, ngày 3 tháng 10 năm 2019, báo điện tử Tầm Nhìn đã có bài phản ánh. Tuy nhiên, tình trạng đổ thải trên vẫn chưa hề được chấm dứt mà chỉ chuyển từ điểm đổ thải này sang điểm đổ thải khác. Ghi nhận của phóng viên, điểm đổ thải hiện tại là bãi đất trống sát đường quốc lộ 5B, đối diện tượng đài cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa phận thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hàng ngày, các xe có gắn chữ xe phục vụ vệ sinh môi trường liên tục chở phế thải, rác thải xây dựng từ dự án cạnh đó đến đổ san lấp tại đây. Khoảng 10 người túc trực tại bãi đất này để thực hiện công việc nhặt phế liệu như bao bì xi măng, sắt vụn. Máy xúc, máy ủi luôn hoạt động hết công suất để nhằm nhấn chìm hàng ngàn tấn phế thải, chưa rõ là có chứa thành phần nguy hại gì xuống đất. Sau nhiều tháng trời liên tục đổ thải, kết quả là cả khu vực này trước đây là khu đất thấp trũng, nay được san thành bãi đất rộng vài nghìn mét vuông. Điều đáng nói, thủ phạm đi đổ trộm chất thải ra môi trường không phải ai khác mà chính là những xe gắn mác vì môi trường xanh, sạch, đẹp, xe phục vụ vệ sinh môi trường thành phố. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã ghi nhận các xe môi trường trên thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Hà Nội UDECO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Công nghệ Việt Đức. Đây được cho là hai đơn vị có chức năng được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải. Vậy, việc thu gom, xử lý chất thải xây dựng này được chủ đầu tư công trình và chính quyền địa phương giám sát ra sao? Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn và Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, đến nay đều chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ hai đơn vị này. Liên quan đến sự việc, trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên, ông Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn cho hay. Dân người ta chuyển đổi, người ta cứ móc lên người ta đổi đấy, anh đang cho kiểm tra. Còn tên của anh cho cán bộ kiểm tra hết rồi. Còn em làm việc em đăng ký văn phòng của anh. Bây giờ anh đi họp với lãnh đạo của anh hôm nay tập huấn của anh. Ai phó được tập huấn hết. Nha. Trước tình trạng trên, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi có hay không việc các công ty môi trường coi thường pháp luật, cố tình vi phạm để đổ phế thải ra môi trường, kiểu làm giả nhưng lại ăn tiền thật nhằm trục lợi. Ngoài ra, cần làm rõ việc có hay không sự bao che, bảo kê hoặc tiếp tay cho các xe này tự do chôn lấp rác thải. Qua sự việc trên, báo điện tử Tầm Nhìn kính đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc để điều tra, kết luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong phóng sự tiếp theo.